Đây là một chiếc xe Ferrari. Đây là chính là một chiếc siêu xe luôn đó mọi người. Và còn đây chính là cái hoa Ferrari. Không biết ai đã phải tình chiếc xe kia mà đi đặt cái tên cho cái hoa này, hoa Ferrari. Nhưng mà hoa này rất đẹp đúng không? Nhìn cũng rất là phê. Thôi về thôi thì mình về vườn mình ngắm hoa đi để đỡ ghiền chiếc siêu xe. Và những chiếc xe kia cũng khá mắc á, mà hoa thì nó khá rẻ. Thì đây là chiếc siêu xe của em. Xe người ta thì có bốn bánh, xe em thì nó tới có tới từ từ năm năm bánh luôn á, năm cái bò dài đâu cả mét vậy, chịch giả quá mà để nó dài quá dài luôn. Cái này thì chỉ có phù hợp với chiếc jean thôi, làm gì nữa, nuôi cho nó bo nó già già lại chút xíu nữa là chiếc jean là vô địch rồi đúng không? Quá dài luôn. Do là dịch nên là đâu có mua được nguyên liệu đâu nên là phải vậy đó. Cái này mà có dịch thì cắt xả tàn ra rồi ghép cả mớ luôn này, không biết ghép bao nhiêu cây luôn á. Còn cái xả tàn thì cái cây này nó mới phân tàn được, chứ bây giờ nó mỗi cây nó lên có một nhánh màu à, nên nhìn nó không có sung á. Với cái này thuộc dạng thiết cổ mà, nên là để chờ mua nguyên liệu về ghép. Cái đúng ra này mình cắt lên dưới từ lên từ cái chỗ bo ghép lên hai lóng tay cho nó phân tàn ra là ngon rồi. Một cái cây này mà rộ hoa lên nhìn chắc phê dữ lắm ta. Tiếc quá ha. Hay. Rồi, để qua dịch kiếm mấy nguyên liệu về ghép cho luôn mọi người chơi. Alo alo. Mọi người nhớ cho em một like nha. Ủng hộ em một like đi mọi người. Một like nó miễn phí nhưng mà rất hữu ích đối với em. Cảm ơn mọi người nhiều.